Chắc hẳn đó phải là một sự kiện có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, nếu hơn 21.000 người trên thế giới sẵn lòng hy sinh công việc, gia đình và thời gian nghỉ ngơi vì nó. Sự kiện đó là Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Krakow, Ba Lan vào tháng 7 này, nơi có 21.000 bạn trẻ đăng ký làm tình nguyện viên ngắn hạn. Trong đó, 10.000 bạn trẻ đã được chọn, với 3.000 tình nguyện viên quốc tế và 7.000 tình nguyện viên người Ba Lan. Đội ngũ tại Krakow đã xuất bản những video để giới thiệu về những tình nguyện viên này. Họ đã chuẩn bị ra sao cho đại hội và công việc của họ là gì? Qua những video này, họ hy vọng có thể tuyển thêm những tình nguyện viên ngắn hạn người Ba Lan trong vài tuần tới. Để hướng đến mục tiêu này, họ đã xuất bản một video với các bạn trẻ trên thế giới đang xếp hàng trên đường chạy, rời bỏ công việc của họ để chạy tới cùng mục đích đến là Krakow. Các tình nguyện viên ngắn hạn hy sinh thời gian của họ trong suốt nửa sau của tháng 7, khi những khách hành hương sẽ đến Ba Lan từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều tình nguyện viên chưa từng tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần nào, nhưng họ sẽ có được trải nghiệm này khi phục vụ cộng đồng. Đại hội đã gần kề, 54 tình nguyện viên dài hạn đến từ 18 quốc gia đang làm việc không hề mệt mỏi. Họ đã rời bỏ gia đình, công việc và tổ ấm để trở thành một phần của di sản mà Thánh Gioan Phaolô II đã khởi xướng vào năm 1986 với buổi gặp gỡ giới trẻ đầu tiên, và Đức Giáo Hoàng Francisco vẫn đang tiếp tục cho đến ngày nay. Ese es el servicio más bonito que podemos realizar como discípulos misionarios, preparar o camino para que todos puedan conocer, encontrar y amar al Señor. A vosotros, que en este periodo responderon con tanta prontidad y generosidad al llamado para ser voluntarios en la Jornada Mundial, quería decir: sejam sempre generosos com Deus e com os demais. Não se perde nada, ao contrário, é grande a riqueza que da vida que se recebe. Với sự chúc lành của Đức Giáo Hoàng Francisco, mỗi một tình nguyện viên dài hạn và ngắn hạn đều đang chuẩn bị cả về tinh thần và thể chất để chào đón các bạn trẻ đến vào tháng 7 này.